Lộc Nguyễn mến chào quý anh chị và cô bác. Hiện tại thì Lộc Nguyễn đang trong một cái khu dân cư gọi là khu dân cư Đặng Quỳnh nha quý anh chị. Khu dân cư Đặng Quỳnh thì đã được quy hoạch bài bản 1/500 hết rồi, có lòng đường, có lề đường. Nói chung là cái khu dân cư ở đây Lộc thấy rất là hiện hữu, cũng như là nó đã được quy hoạch bài bản 1/500 rồi quý anh chị, nên đường xá rất là rộng rãi và thoáng thoáng đãng. Thì hiện tại Lộc đang đi trong một cái khu của công viên trong khu dân cư Đặng Quỳnh ha. Thì trong khu dân cư Đặng Quỳnh á, là nó có trường học nè, trường mầm non nè, rồi công viên, rồi khu dân cư phải nói rất là đông đúc cũng như là san sát nhau rồi. Thì quý anh chị về về đây chúng ta làm một cái nơi an cư lập nghiệp thì cũng rất là hợp lý. Từ cái vị trí mà Đặng Quỳnh đó quý anh chị đi lên bến xe buýt quận 8 theo trục đường quốc lộ 50 quý anh chị chỉ tầm khoảng 10 km thôi. Và gần đây thì nó sẽ có một cái đường gọi là đường quốc lộ 50B. Cái đoạn đường này nó sẽ đang bắt đầu trong quá trình là làm đường mới quý anh chị, và cái đường này nó ngang ngửa giống như đường Nguyễn Văn Linh của mình như vậy á, là chia thành 6 làn đường luôn, và nó sẽ nối từ Trung Lương, Tiền Giang chạy thẳng lên Phạm Hùng quận 8 nối dài, và nó sẽ đi ngang qua cái khu dân cư của chúng ta nha quý anh chị. Nên á, mai mốt á, là cái từ ngay khúc Phạm Hùng á, quý anh chị di chuyển xuống khu dân cư này chỉ tầm khoảng 5 đến 10 phút thôi, thì Lộc thấy khá là gần để cho quý anh chị chọn cái nơi này để làm một cái nơi an cư lập nghiệp ha. Thì hôm nay Lộc Nguyễn sẽ giới thiệu đến cho quý anh chị một cái lô đất chung khu dân cư Đặng Quỳnh đó quý anh chị. Thì giá từng lô đất hoặc là những căn nhà nó đã có một cái giá sàn hết rồi quý anh chị. Thì chung đây nó sẽ dao động từ 2 tỷ tư đến 2 tỷ tám một nền đất nha. Nhưng hôm nay Lộc giới thiệu cho quý anh chị cái lô đất này của anh chủ chính chủ luôn, gửi cho Lộc review với một cái mức giá chỉ 2 tỷ 300 triệu thôi nha quý anh chị. Cái mức giá này phải nói rất là rẻ so với những cái nền đất ở chung khu dân cư này luôn quý anh chị ơi. Đó, và chung khu dân cư thì quý anh chị xây dựng tự do ha. Thì Lộc Nguyễn mời quý anh chị cùng theo chân Lộc Nguyễn để chúng ta đến cái nền đất này để tham quan ha. Xin chào tất cả quý anh chị. Hiện tại thì Lộc Nguyễn đang đứng tại một cái lô đất mà Lộc Nguyễn vừa giới thiệu cho quý anh chị ha. Cái lô đất nằm trong khu dân cư thì nó đã được quy hoạch bài bản 1/500 rồi ha, và nó có cùng diện tích với nhau là ngang 5, dài 18 mét. Đây, từ vị trí cọc ngay cái xích đu nè quý anh chị, là cái cọc mé bên tay phải của Lộc nè, là cái cọc này ha. Đi qua bên đây là 5 mét nha quý anh chị. Đi qua bên đây là 5 mét là nó sẽ có một cái cọc ở ngay cái vị trí này, ngang 5, dài là 18 mét, là bằng cái vị trí của cái nhà bên tay trái của Lộc ha, là dài 18 mét. Đó, thì ở đây đặc biệt một cái quý anh chị là khu dân cư ở san sát nhau rồi. Thì phía bên tay phải Lộc nè, có một cái khu vực ven sông của Cần Giuộc nha quý chị, sông Cần Giuộc. Nên Lộc thấy cái vị trí này á rất là đáng để cho quý anh chị chọn là một cái nơi an cư lập nghiệp ha. Thì Lộc Nguyễn cho quý anh chị xem cái vị trí đất của chúng ta ha. Đất của mình là ngang 8 dài ngang 5 dài 18 mét, hướng là hướng đông bắc ha quý anh chị. Và của mình là đất thổ cư, đất ở tại đô thị nên quý anh chị là xây dựng tự do ha. Và bây giờ Lộc sẽ đi từ vị trí công viên để đi vào vị trí đất cho quý anh chị hình dung được cái khu dân cư xung quanh đất của chúng ta ha. Và khu dân cư của chúng ta là một cái khu dân cư phải nói rất là đông đúc và sầm uất rồi nha quý anh chị. Nhà cửa san sát nhau rồi. Nên quý anh chị về đây thì quý anh chị có thể là xây nhà để ở, xây nhà để nghỉ dưỡng thì rất là hợp lý luôn. Và căn nhà của chúng ta đặc biệt á, một cái á, là cái lô đất này quý anh chị nó nằm ngay cái vị trí là gần bờ sông của Cần Giuộc, nên rất là thích hợp để cho quý anh chị xây nhà để nghỉ dưỡng, hoặc là sau này quý anh chị mở quán cà phê ven sông á, thì rất là hợp lý, bởi vì khu ven sông này nó sẽ xây một cái khu công viên ở gần bờ sông nha quý anh chị. Đó nên quý anh chị nào mà muốn đầu tư ở cái lô đất này thì tiềm năng tăng giá rất là cao luôn. Và giá sàn xung quanh khu vực khu dân cư của chúng ta, quý anh chị cứ vào đây quý anh chị hỏi thì giá nó sẽ dao động từ 2 tỷ tư đến 2 tỷ tám một nền, tùy theo vị trí nha quý anh chị. Còn cái lô này hôm nay mà Lộc Nguyễn review là lô của chính anh chủ gửi cho Lộc Nguyễn và đang rao bán với một cái mức giá cực kỳ rẻ là 2 tỷ 3 nha. Và sổ là có sẵn rồi nha quý anh chị. Còn những quý anh chị nào muốn dùng đòn bẩy vay ngân hàng thì bên Lộc sẽ hỗ trợ cho quý anh chị vay ngân hàng. Thì đối với cái sổ hồng riêng pháp lý rõ ràng ngang 5 dài 18 như thế này thì ngân hàng sẽ hỗ trợ cho quý anh chị vay từ 1 tỷ đến 1 tỷ rưỡi luôn. Đó thì quý anh chị yên tâm là quý anh chị có tầm khoảng 1 tỷ thôi là quý anh chị có thể là mua được cái nền đất này rồi nha quý anh chị.
hãy nhanh tay nhấc máy lên gọi ngay cho Lộc Nguyễn qua cái số hotline phía trên màn hình 077-201-0726 để chúng ta đi tham quan cái nền đất này thực tế nha quý anh chị. Đó, xung quanh đường rộng rãi, thoáng mát nè quý anh chị. Hiện tại thì Lộc đang di chuyển trên con đường rộng 10m luôn nha quý anh chị. Và quý anh chị quan sát nè, khu dân cư sống rất là đông đúc và sầm uất rồi. Đó thì Lộc Nguyễn còn những cái lô đất ở trong đây chủ cũng đang rao bán là 2 tỷ 550 nha. Đó, còn cái lô mà hôm nay Lộc Nguyễn giới thiệu cho quý anh chị chỉ 2 tỷ 3 thôi. Thì quý anh chị hãy tận dụng thời cơ này để chúng ta đi xuống xem và sở hữu cho mình một cái lô đất với cái giá hờ ha quý anh chị. Giá này là quý anh chị đầu tư thì chắc chắn là sẽ sinh lợi nhuận cao ha. Đó, đây là cái sông Cần Giuộc nha quý anh chị. Và Lộc tới cái vị trí đất rồi. Thì cuối video Lộc Nguyễn xin chúc cho tất cả quý anh chị luôn có nhiều sức khỏe nè, làm ăn phát tài phát lộc và gặp nhiều may mắn nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video lần sau.